Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngành trồng trọt ở Ô Môn chịu nhiều tác động nặng nề do dịch bệnh COVID-19. Vất vả vượt qua giai đoạn khó khăn, ngành nông nghiệp và bà con nông dân càng ra sức nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với tiêu thụ. Trước mắt là phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022. Đến thời điểm này, các chỉ tiêu sản xuất trên lĩnh vực trồng trọt ở quận Ô Môn cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng cán bộ, viên chức ngành nông nghiệp và bà con nông dân trên địa bàn quận. Nhất là trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, việc sản xuất, tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Riêng giai đoạn thành phố phải thực hiện chỉ thị số 16, tiêu thụ nông sản không chỉ giảm mạnh mà có lúc, có nơi không tiêu thụ được. Đợt dịch rồi thì 2 tháng mấy rồi phát bỏ, ôm lên bờ này, bỏ đại đó rồi qua dịch cắt lại đó. Thì nói chung ra hôm qua dịch tới nay là tôi cắt 2 con mấy 3 con là cắt hết luôn, bán hết rồi đó. Thì em thấy bây giờ cũng rất dễ thôi. Giao dịch mình qua điện thoại, mình chuyển xe ra nơi cho người ta lên xe người ta đi. Tất cả các chợ búa đồ không cho nhóm á, thì mình mới gặp khó thôi. Còn nếu mà chợ búa hoạt động bình thường thì mình vẫn bằng ăn bình thường. Giao thương trở lại thuận tiện là điều đáng phấn khởi. Nhưng cũng còn đó nỗi lo biến động giá cả thị trường, vốn đầu tư cho sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến thu nhập bà con nông dân. Thị trường bây giờ phân bón lên quá lên à. Thành ra dân chúng cũng hơi mệt đó. Bởi vì lúc trước thì có một bao nó có 700 mà bây giờ nó lên 1,3 triệu là cũng như 1/2 rồi. Thành ra nó cũng hơi khó cho nhà vườn làm, bây giờ cũng cực khổ. Trước tình hình phân bón, giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, phòng kinh tế cũng có triển khai cho đến trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật của quận phối hợp với ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, các chế phẩm sinh học nhằm giảm bớt được cái lượng tiêu thụ phân hóa học, giảm cái chi phí sản xuất và cũng tạo ra được cái sản phẩm nông sản an toàn. Và qua đó thì phòng cũng phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 và các cái cơ quan có liên quan đi tăng cường thanh tra, kiểm tra các cái cửa hàng, cơ sở sản xuất mua bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn quận để đảm bảo các cái mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp bán cho người dân thì được đúng giá và đảm bảo được chất lượng để người dân sử dụng có hiệu quả. Phòng Kinh tế quận tích cực tham mưu nhiều giải pháp gỡ khó cho bà con nông dân. Riêng trong giai đoạn căng mình chống dịch, đơn vị cũng có tham mưu phối hợp duy trì sản xuất cũng như phần nào giải quyết chuyện tiêu thụ hàng hóa nông sản. Bước sang giai đoạn mới thích ứng linh hoạt, nhất là chuẩn bị cho thị trường Tết đang đến gần. Phòng Kinh tế quận góp phần cùng bà con nông dân chăm sóc, xử lý tra qua đậu trái. Trước tiên, ngành nông nghiệp quận Ô Môn tập trung nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Củng cố đội ngũ làm công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật cơ sở để tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, theo dõi dự báo tình hình, quản lý dịch bệnh, đảm bảo cây trồng phát triển tốt gắn với kết nối tiêu thụ.